Nước hoa, bánh thưởng, dầu cá. Những gì đây? Cái gì vậy con? Tự nhiên lên đây chị? Trả công gì? Ủa công gì mà bữa giờ đợi mà kêu chưa có? Ủa ba có thiếu con gì không ta? Hả? Trời, công quảng cáo lớp Anh văn hả? Ủa ba có hứa không? Có hứa hả? Thì thôi nè, cho con chai dầu cá hồi Mỹ, ăn vô cho đẹp da, đẹp lông, ok không? Sao không chịu, chai 189 cành xịn lắm á. Trời, dầu cá con còn hả? Rồi, nè, nước hoa 250 cành một chai, mới lấy về luôn, chưa có bán đó. Cho con chai ok chưa? Chứ sao không chịu nữa, xịn lắm rồi. Không, đòi hỏi quá nhiều, vậy là đủ rồi. Trời ơi, chơi ít là bị đòn giờ chứ chơi ít hả?